Con xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay đi viếng một người bạn học. Bạn học của Hồng Loan từ hồi cái nhóm bạn học chung với nhau từ năm lớp 3 ở trường Trần Hưng Đạo. Rồi qua tới Bùi Thị Xuân luôn. Rồi qua đây thì nhờ cái Facebook á, cho nên liên lạc lại được một cái nhóm bạn rất là đông. Ở bên Mỹ cũng đông, ở bên Việt Nam cũng đông nữa. Hôm nay có một người ra đi, mà đi trong cái mùa dịch này á, không có làm đám tang gì được hết. Ngày hôm bữa thứ bảy thì có đem đi ra ngoài chỗ viếng á, nhưng mà chỉ cho gia đình, cho có 6 người vô, mà gia đình của bạn thì cũng đã đủ người rồi, cho nên cũng không đến được. Hôm nay thì đem bạn về chùa thì nhóm bạn ở đây mới đến viếng. Mất trong cái mùa này thấy buồn quá ha quý vị ha. Tự nhiên hôm nay lên nói với quý vị chuyện buồn ha. Không muốn chia sẻ chút xíu về cái sự ra đi mất mát mà trong cái mùa dịch á. Mà chuyện này thì cũng chắc cả trăm năm mới có một lần mà thưa quý vị. Bây giờ đó là 2 giờ trưa thì hiện nay là ca bệnh ở Mỹ là 1.543.765 người bệnh. Số người mất là 91.683 và số người được chữa khỏi là 351.907. Như vậy là tính qua nay thì cái số người mất cũng ít đó quý vị. Khoảng chừng chưa tới 1.000 người, khoảng 700-800 người. Cái số người mất nó cũng đã từ từ nó giảm dần rồi. Và số người được chữa khỏi thì từ hôm qua nay mình thấy để coi cũng được cỡ 7.000 người ha thưa quý vị. Cũng thấy đỡ đỡ một chút. Hồng Loan mới thấy một cái news là hôm nay mình muốn nói về cái vaccine. Thì cái vaccine mà của công ty Moderna đó thì đã được cấp giấy phép để cho thử nghiệm phase 2. Có nghĩa là ở phase 1 á, là họ đã thử trên 45 người. Thì trong 45 người đó thì kết quả rất là khả quan. Chỉ có 3 người là họ hơi có phản ứng phụ tí xíu. Thì cái phản ứng phụ thì cũng rất là nhẹ, giống như là bị cảm sốt mà thôi. Nhưng mà 3 cái người này á, là do tiêm cái liều nó hơi cao. Ví dụ như họ thử từ hình như là từ 25mg trở lên, thì những cái người, 3 người này nè, họ thử tới 250mg lận. Đó, cho nên là họ hơi bị phản ứng phụ một tí. Và bây giờ đã được thông qua và chuẩn bị cho giai đoạn 2. Thì vào giai đoạn 2 đó thì người ta sẽ thử nghiệm cho từ 100 cho tới cả 1.000 người. Thì chúng ta chờ xem để là cái công ty này họ sẽ thử nghiệm cho bao nhiêu người ha thưa quý vị. Mà cái vaccine này nha, khi mà tiêm vô cho 45 người đó thì trước khi tiêm á, người ta đã xét nghiệm thì 45 người này á, không có cái kháng thể gì hết của COVID-19. Thì sau khi tiêm một thời gian người ta theo dõi thì cái kháng thể trong cơ thể họ tăng lên rất là cao. Có nghĩa là cái thuốc này nó tác dụng rất tốt luôn. Như vậy là chúng ta chờ đợi họ sẽ thử nghiệm qua phase 2, rồi sau đó là sẽ qua phase 3, là sẽ thử nghiệm cả mấy chục ngàn, cả trăm ngàn người. Như vậy kết quả hiện giờ rất khả quan, thì thêm một loại vaccine cho chúng ta thấy thêm một cái ánh sáng nữa ha quý vị. Ủa nhưng mà Dũng bị chết, sao chết vậy? Nãy cô nói. Bạn của Hồng Loan nó chết đó là bạn bị stroke á. Tự nhiên bị stroke rồi té, rồi chở vô cấp cứu xong á thì khi mà vô là hôn mê rồi, giống như là nó là bị giống như vỡ mạch máu trên não, là máu bầm nó tràn ra ngoài rồi. Thì bác sĩ nói là không có khả quan. Thì gia đình cũng nói là cố gắng cứu á, thì Dũng phải trải qua 2 ca mổ não, một để mà lấy cái máu bầm ra, rồi sau đó là cứ nằm như vậy á, là tới nay á, là gần 4 tuần rồi, không có tỉnh dậy. Thì
bác sĩ mới nói là cứ như vậy là cô không có sống được. Bây giờ để cái ống rồi cứ thở vậy thôi, chứ coi như là đã chết rồi. Người thực vật rồi. Thì bác sĩ cũng nói gia đình hãy suy nghĩ đi, chứ để vậy hoài thì cũng như là cũng hành hạ cái người bệnh. Thôi để cho người ta ra đi. Thì gia đình mới quyết định là rút cái ống. Và hồi một tuần trước thì rút ống xong là khoảng 4 tiếng đồng hồ sau là bạn đi. Mà mẹ Dũng nói là lúc mà đi vô đó nằm mê man nha. Mà cái lần mà vô mà gia đình quyết định là có nên rút ống hay không á, thì tự nhiên mẹ bạn mới nói là mẹ vô thăm con nè, con biết không, nói chuyện thì tự nhiên cái một con mắt nó hiếm hở một con mắt lên. Nó hở một con mắt lên, cái em Dũng mới chỉ nói mẹ ơi sao anh Dũng mở con mắt kìa. Cái mẹ mới nói là con có biết là mẹ với em vô thăm con không. Cái thì hai con mắt mở lên luôn, con mở hí hí vậy nè. Nãy bác có chụp tấm hình lại, bác đưa cho tụi em coi. Xong rồi á thì bác mới nói là con biết là mẹ thương con lắm không, mà sao con đi mà bỏ lại mẹ vậy đó. Nếu mà con nghe mẹ nói thì con có cái dấu hiệu gì cho mẹ biết là con nghe mẹ nói. Thì ổng nháy mắt ổng ra. Mà bác nói là lúc đó là gia đình đang quyết định là muốn rút ống rồi đó, tự nhiên cái ổng trở lại vậy đó. Thì gia đình mới nói là không có nở. Thì bác sĩ nói là cái đó nó giống như là một cái dạng tâm linh thôi, giống như là cái sự tương thông giữa cái quan hệ huyết thống nhau đó. Thì cái người chết, người bệnh đó, họ giống như là họ một cái thông tin gì đó, chứ không thể nào mà có thể sống lại được. Thì nằm cũng gần 4 tuần rồi. Nói đứng giữa cái sự sống và cái chết đó, nó có những cái gì huyền bí lắm, mình cũng không có giải thích được. Giống như là lúc kỳ mà ba Lộc chuẩn bị ra đi á, thì ba có nói với mẹ là ba nói là ba thấy hai người đứng đợi ba. Ba nói là chờ ba một chút xíu để ba nói chuyện với mẹ xong rồi ba mới đi được. Thì cái đó là do mẹ Lộc kể lại. Thì mẹ Lộc kể lại trong cái giống như là trong sự mà buồn lắm. Thì thấy ba mà ba nói vậy đó, giống như có sự quyền bí mình không có biết được, nhưng mà ba rõ ràng là ba thấy xong mà ba thức dậy và nói với mẹ. Sau đó ba mới đi. Nói như là mình biết là có người đến để mà đưa đi đó rồi đi. Nhưng mà cũng có được thời gian để mà trăn trối vậy lại là... với lại gia đình. Còn ông Dũng là ổng té xuống, ổng hôn mê xong rồi mổ rồi xong là ổng đi luôn á. Bạn học mấy chục năm trời thấy cũng buồn á. Trở lại với cái bệnh này ha, mình cũng cầu xin cho vaccine có sớm ha. Sáng giờ ở Cali mưa, sáng là mưa tầm tã luôn, giờ này bắt đầu mưa lất phất trở lại. Nay trời cũng buồn. Hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều nơi bắt đầu làm việc lại rồi. Như mấy bạn của Hồng Loan là cũng bắt đầu đi làm lại. Những cái công ty thì cũng bắt đầu cho nhân viên làm lại. Nhưng mà họ cũng chọn lựa một số ít người thôi, một phần nhỏ làm lại những cái công việc nào mà cảm thấy cần thiết. Nhưng mà mình hy vọng là tới cuối tháng thì sẽ có thêm được nhiều công ty đi làm việc lại, nhưng mà vẫn làm online á, thưa quý vị, cũng làm ở trong nhà cho nên cũng an toàn lắm. Hy vọng bên Hiếu, hồi nãy Hiếu cũng nói là ông sếp của Hiếu có gọi nói là ổng đã đi làm lại rồi mà công việc nhiều quá đó, ổng đang yêu cầu là xin cho Hiếu làm lại để phụ cho ổng. Cũng hy vọng tới cuối tháng này qua đầu tháng là Hiếu có công việc đi làm lại.
Bây giờ ở nhà hoài cũng buồn tội nghiệp ghê. Chạy dòng nó xuống cái khu library của Huntington Beach. Chứ cái khu dưới này nó cũng còn rộng thoáng đẹp đó. Ở đây giờ người ta làm solar hết. Nhà làm solar mấy cái mái che của bãi đậu xe đó, rồi sử dụng điện cho hết nguyên khu nhà luôn. Điện ở đâu bên? Vừa làm mát cho xe mà vừa tạo điện. Ở bên đây giờ người ta sử dụng solar nhiều lắm. Mấy cái chỗ mà công cộng là đa số người ta làm như vậy nè. Mấy cái mái che là để solar lên đó. Đây là khu công viên, trời quá trời solar quá trời luôn đó. Đầy luôn ha. Đây là cái công viên library của cái thư viện của Huntington Beach. À, cảnh rất là đẹp. Nó như là một công viên nhỏ vậy. Lớn lắm chứ anh. Chỗ này lớn lắm á. Người ta đi bộ vòng đây nè. Cái đường này thì là buổi sáng buổi chiều người ta đi chơi đi bộ nhiều lắm. Thoáng quá ha, ngày đây đã. Ờ ha, mình không chở ông bà ngoại lên đồ này ra đi chơi được nè. Nó yên. Vắng người nè. Vắng vẻ hơn là ở dưới có cái hồ đẹp biết không? Ha, ra đây được. Để một hai bữa nữa chở cả nhà ra đây. Em thấy để chữ close mà chắc không phải đâu hả? Không phải. Đó, đi xuống được chứ ha. Ra đây dạo thoải mái. Không mà đi ngày thường á chắc nó vắng. Cuối tuần ở đông, ngày thường đi vậy cũng ok. Bữa nào chở ngoài xuống đi cho thoải mái. À, close không có bước lên cỏ thôi. Không cho đi lên cỏ. À, mình nói trở lại cái vấn đề mà vaccine đó. Thì hiện tại giờ chúng ta thấy là cũng có cỡ 14 công ty đang điều chế cái vaccine. Thì hồi sáng này Tổng thống Trump cũng ra khuyến khích đó là coi như là phải ráo riết để mà cố gắng sản xuất cho được cái vaccine. Chậm nhất là tháng 1 năm 2021 là phải có vaccine đó. Nhưng mà chúng ta thấy tình hình cũng khả quan là có thể là sẽ sớm hơn. Hy vọng là trước mùa thu năm nay. Hồng Loan được biết là ở bên nước Nga đó, họ cũng đang có một cái trung tâm nghiên cứu về dịch tễ học và vi sinh học ở bên Nga đó. Họ có nhiều khả năng là họ sẽ sản xuất được cái vaccine phòng chống virus vào cuối mùa hè. Thì cái ông Ginsburg đó, là cái người mà đứng đầu của cái chỗ này, thì ông có nói là ông có nói vào ngày 16 tháng 5 á, là hy vọng là có thể bắt đầu tiến hành sản xuất vaccine. Và nhưng mà ông cũng biết là khi mà có được vaccine thì cái vấn đề tiêm phòng á, nó cũng phải từ từ. Đó. Nhưng mà ông nói là cuối mùa hè năm nay là hy vọng sẽ có, là khoảng tháng 8 đó thưa quý vị. Ở đây đi bộ sướng lắm, tại nó có dốc á, đi lên dốc đi xuống dốc, cái độ khó của nó cao hơn chút xíu, nó nặng. Như Loan đi thì nhẹ nhàng, Lộc đi sao thấy nặng quá. Cái ông mà bộ trưởng của Bộ Y tế Nga thì ông nói đó, với cái tình hình như vậy thì hy vọng là cuối tháng 7 thì ở nước Nga có vaccine để tiêm ngừa cho người dân của nước Nga. Mình cũng hy vọng á, tại vì trong cái tình hình bây giờ đó, ông tất cả những cái người nghiên cứu họ nói rất là lo sợ là dịch Covid nó sẽ bùng phát đợt 2. Bùng phát đợt 2 là vào mùa thu năm nay và mùa đông năm nay. Mọi người đang rất là lo sợ điều đó. Cho nên phải cố gắng ráo riết để mà tìm cho ra cho được cái vaccine. Quý vị biết là họ nghiên cứu theo cái dịch cúm mà Spanish cúm vào năm 1918. Thì là cái dịch đó nó cũng giống như vậy nè. Nó bắt đầu từ đầu năm, rồi cái nó giảm xuống vào mùa hè.
Rồi xong rồi qua tới tháng 8 vô mùa thu á, dịch nó lại bùng phát lại. Cho nên bây giờ người ta rất lo sợ điều đó. Mà mình cũng hy vọng là có vaccine sớm thì chúng ta trở lại làm việc, không có lo sợ cho cái dịch bùng phát đợt 2. Hiện tại bây giờ bên Trung Quốc họ cũng lo sợ là Vũ Hán là bùng phát lại đó thưa quý vị. Nó có những người bị bệnh lại rồi bắt đầu nó cũng là nguy hiểm. Bây giờ thì xin chia sẻ với quý vị cái hình ảnh vui chút. Hôm qua Hồng Loan có nói là nhà hàng sắp mở cửa đó. Có những cái thông tin mà mình muốn nhắc nhở quý vị để mà đừng bỡ ngỡ, thì hãy cùng Hồng Loan xem cái clip này nha quý vị. Khi mà nhà hàng mở cửa cho chúng ta vào ngồi ăn đó, đó là không có được nếu mà cách xa nhau, cái hẹn hò là không có được ngồi nắm tay nhau giống như ngày xưa nữa. Đó, nhân viên thì họ bưng bừng nguyên cái cây dài, họ bỏ đồ ăn vô. Như là muốn nói chuyện phải đứng xa quá không nghe rõ, phải lấy cái loa để nói. Hùng xa không ha? Chỉ đó, chỉ có hôn môi xa thôi. Tặng hoa. Ê chà, tặng bông là không có được hửi. Chết chà, ác xì. Rồi. Khử trùng. Trước khi ra về là mình được khử trùng. Vui. Hy vọng là nó cũng không có đến mức độ như vậy. Cái này là một cái đoạn người ta hơi nhân quá một chút, hơi hài hước chút chứ không phải là hài hước chút cho vui thôi chứ không đến mức độ đó. Ok, cảm ơn quý vị rất là nhiều nha, đã cùng chia sẻ với Hồng Loan hôm nay, quay một chút xíu cái khung cảnh của cái library ha, công viên thoáng mát cho quý vị thưởng thức để mà mình relax tinh thần mình tí xíu. Hôm nào Hồng Loan dẫn ba mẹ với bé Gia Linh ra đây exercise sẽ chia sẻ với quý vị nữa. Rất là cảm ơn quý vị. Chào tạm biệt quý vị nha. Xin chào. Bye.